xin giới thiệu, đây là bếp ga mặt men đến từ thương hiệu Rinnai, hàng nội địa Nhật. Kích thước của bếp này như sau: chiều ngang là 60cm, hậu sâu 45cm và chiều cao là 20cm. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bảo hành 6 tháng nên các bác yên tâm sử dụng. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác nhận hàng tại nhà. Các bác có thể cọc trước giúp em 500.000 nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện nha. Còn nếu các bác chuyển khoản đủ luôn 100% thì bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là bếp ga mặt men nên trong quá trình mình nấu nướng cực kỳ dễ vệ sinh và lau chùi. Mặt men á thì trên này có cái lớp tráng men, nó bóng, nó dễ vệ sinh hơn và nhìn đẹp mắt hơn so với bếp ga mặt sơn. Mà hôm nay em bán với giá chỉ bằng với giá của bếp ga mặt sơn thôi nha. Chỉ với 1.900.000 và bao luôn phí ship tận nơi. Giá bình thường em bán là 2.500.000 đó nha, nhưng mà còn hai cái trong lô thôi. Nên em tiến hành sell off thanh lý giá rẻ để cho các bác sử dụng một bếp ga mặt men đến từ thương hiệu Rinnai với giá thành rẻ và bao luôn phí ship tận nơi. Còn hai cái nữa em tiến hành nè, khuyến mãi chỉ còn 1.900.000 và bao ship nha. Đây là bếp ga mặt men nè. Đó, mình nấu nướng á, thức ăn nó rơi vãi xuống đây nè, hoặc là dầu mỡ nè, thì mình chỉ cần lấy cái khăn ẩm á, cái mình lau nhẹ hoặc là sạch bon rồi rất là dễ lau chùi vệ sinh. Đây là mặt sau của bếp, ngoại hình thì tương đối tầm khoảng 75-80% nha. Bếp ga nội địa Nhật thì nó có khác gì so với bếp ga thị trường mà giá tiền nó mắc hơn? Thì đầu tiên bếp ga nội địa Nhật nó sẽ có hai sensor cảm biến nhiệt mà bếp ga thị trường mình không có sản xuất được chức năng và công nghệ này. Đây là sensor cảm biến nhiệt, khi mình đặt nồi lên thì cái sensor này nó sẽ nhúng xuống và nó đụng vào cái đáy nồi, đáy chảo. Cái sensor này nó làm nhiệm vụ là để cảm biến khi mà nhiệt độ tăng đột ngột, cháy khét đáy nồi thì nó sẽ tắt lửa cho mình nè. Hoặc là mình nấu thức ăn nó trào nước xuống nè, nó sẽ cảm biến được, nó tắt lửa cho mình nè. Hoặc là mình bật ga bật lửa mà mình quên COVID chích mũi thứ tư gì đó, quên gì đó, cái lửa nó bật hoài mà mình quên đặt nồi lên đúng không, thì nguy cơ cháy nổ và hao ra là nguy hiểm. Thì cái sensor này nó sẽ tắt lửa luôn giùm mình. Một cái bếp nhiều công năng và an toàn như vậy, ngại gì mà không đầu tư mà chỉ có 1.900.000 mà em còn bao ship nữa. Và một điểm cuối cùng của bếp ga nội địa Nhật mà bếp thị trường mình không có được, đó là cực kỳ tiết kiệm ga. Nó tiết kiệm lên tới 40% so với bếp ga bình thường nha. Nó có luôn bếp nướng phía dưới nè, với thiết kế hai bếp nấu phía trên và một cái bếp nướng ở dưới như vậy, rất là tiện. Hằng ngày á, thì mình cứ nấu ăn ở phía trên, hoặc lâu lâu mình nướng gà, thịt cá, rau củ quả phía dưới, rất là tiện cho các bác vừa nấu vừa nướng, tiết kiệm thời gian. Thời đại 4.0, công việc thì ngày càng bận rộn, mình sử dụng cái bếp ga như vậy, tiết kiệm ga, an toàn, chống cháy nổ và rất là tiện ích, vừa nấu vừa nướng luôn. Giá ga thì tăng rồi thì mình tiết kiệm được cái gì thì mình hay cái đó, sử dụng bếp Nhật vô cùng an tâm nha. Ở đây á, thì có cái hộp để chứa pin, nó đánh lửa bằng IC, nó sẽ có một cặp pin như vậy, mình đặt vào sau đó mình sẽ đánh lửa nha. Nó quản lý tất cả bằng mạch điện nên sẽ có pin. Và ở phía dưới này nó có cái chốt an toàn, giả sử nhà mình có trẻ nhỏ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi đi, nó thấy người lớn bật ga thì nó bắt trước, nhưng mà mình phá chốt gì nè bật không có được nữa, rất là an toàn nha. Người Nhật lúc nào cũng vậy, làm cái gì á, họ cũng nghĩ đến yếu tố á, tiết kiệm, an toàn và độ bền. Bếp ga của Nhật rất là bền nha, cực kỳ siêu bền luôn. Mình sử dụng một cái như vậy rất là lâu, mình không cần đầu tư. Các chi tiết làm cho nó rất là dày dặn, chất lượng. Tại vì bên Nhật họ có động đất, sóng tầng và thiên tai rất là nhiều, nên những cái đồ mà họ chế ra đều hướng tới chất lượng và an toàn hết á. Bây giờ em sẽ test cho các bác xem nha. Sau khi mình đặt pin vào nè, mình cắm dây ga vào, đơn giản lắm. Đây, mình đấu nhựa dây ga vào, cái mình khóa bao giờ là mình xài, mình nhấn, mình bật thôi. Đây là cái nút tăng giảm lửa trên cái bếp nè. Em đã chỉnh lửa cho các bác rồi nha. Về là mình sử dụng thôi, em đã làm sẵn hết rồi, mình chỉ việc mình mua về là mình xài thôi. Vậy là em đã giới thiệu về chức năng cũng như là giá bán của cái bếp này cho các bác tham khảo. Hai bếp đều đến từ thương hiệu Rinnai nha, đồng giá 1.900.000 và chuyển đủ bao ship. Hoặc là các bác lần đầu mua hàng bên em thì cứ cọc 500.000, nhận hàng thanh toán 1.400.000 và phí ship cho bưu điện đều được. Các bác cần tư vấn hay là xem hình ảnh chi tiết hay là cần chốt hàng, vui lòng vào Zalo 0931008099 để nhân viên em tư vấn cho mình cặn kẽ để các bác chọn một sản phẩm ưng ý nha.
Rồi các bác muốn xem thêm nhiều sản phẩm bên em thì vui lòng đăng ký kênh YouTube Thi Nguyễn của em nha.